Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020. Năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng diễn ra sôi nổi. Nhà trường đã tổ chức thành công hơn 15 hội thảo với sự phối hợp từ doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Các khoa triển khai các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cũng như tổ chức tốt các hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa, thực hiện 29 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học trong đó có nhiều đề tài đạt giải các cấp, có tính ứng dụng cao. Đặc biệt trong công tác phòng chống Covid-19, nhà trường đã có nhiều sản phẩm khoa học kịp thời hỗ trợ thành phố trong phòng chống dịch như máy sát khuẩn tự động, robot diệt khuẩn bằng tia UV. Năm 2021, nhà trường tiếp tục xây dựng nhóm nghiên cứu liên ngành theo định hướng ứng dụng, tăng cường chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đăng ký sở hữu trí tuệ, triển khai các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp trong khoa học, công nghệ, định hướng ứng dụng.